Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin hướng dẫn đến anh em cái cách mở tua trên cái dòng xe RSX FE của hãng Honda bằng cái máy độc lỗi MST anh em nhé. Thì trước đây mình cũng có đôi lần hướng dẫn cho các anh em mở tua rồi, nhưng mà một số anh em xem nhưng mà cái video lần trước nó cũng chưa rõ ràng mà chưa các anh em chưa hiểu lắm. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chi tiết hướng dẫn đến cho anh em cái cách mở tua. Đây chính là cái máy đọc lỗi MST. Máy này thì máy là nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Máy MST này là phiên bản V6.5 anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy là V6.5 này. Là mở tua cho những cái dòng xe sau đây. Thứ nhất là trên cái hãng Honda, cụ thể là những xe sau đây: Winner V1, Winner X, Sonic, RSXFE và Future 125 anh em nhé. Đây xe này là xe RSXFE. Thì là mình tiến hành là mình hướng dẫn cho các anh em mở tour. Khi mà khách hàng đến mở tour thì các anh em sẽ chứng minh cho khách hàng, đầu tiên các anh em vào mục chuẩn đoán này, các anh em vào mục Honda, và xe này là xe sản xuất Việt Nam, anh em vào Việt Nam rồi anh em bấm về cái tôi là cái xe RSX, anh em bấm sang mũi tên bên tay trái này này, rồi anh em thấy RSX giống như này, anh em bấm enter này, xong đây anh em vào cái mục dữ liệu động cơ để anh em chứng minh cho khách hàng thấy là khi mà cái vòng tua máy, khi các anh em chưa mở tua thì nó đã bao nhiêu, còn khi mở tua xong thì nó bao nhiêu anh em nhé, để mình chứng minh cho khách hàng người ta thấy thông số thì người ta mới trả tiền cho các anh em đấy. Bây giờ mình sẽ ga hết cỡ lên anh em nhìn cái vòng tua máy của mình xem nó được bao nhiêu anh em nhé. Được khoảng 9798, ga hết ga lên 9798 có nghĩa là gần 10.000 vòng thôi đấy. Và bây giờ tiến hành mở tua này anh em chú ý này. Anh em đầu tiên là anh em phải vào cho mình cái mục chuẩn đoán nha anh em nhé. Rồi anh em vào phần Honda, sau đó anh em bấm cái nút mũi tên bên tay phải. Đây anh em thấy là Honda Remap đây anh em này, tí là mở tour đấy anh em ạ. Anh em bấm enter, anh em chọn tiếp, enter tiếp. Sau đó anh em vào cái mục cho mình cái mục là 64K3 anh em nhé, bấm enter tiếp. Đây trong này là cái những danh sách mà anh em mở tour được, đó chính là Future này, Future 2 bản này, Sonic 2 bản này, và Winner V1 3 bản này. Tiếp theo là Winner X cũng 3 bản này, và RSX 2 bản này anh em này. Thì bây giờ mình sẽ mở cho cái xe RSX, WRX thì bây giờ mình sẽ mở bản số 2. Mình bấm Enter, bấm tiếp. Cứ để cho máy nó lập trình anh em nhé. Thì sau khi mở tua xong rồi xe chạy rất là nhẹ. Vì cái máy này nó không đơn thuần là nó chỉ mở tua không, mà nó cần căn chỉnh cả xăng cả gió. Nên là đấy, sau khi đăng nâng cấp như thế này thì anh em chú ý không được tháo ắc quy, không được tắt chìa khóa anh em nhé, không được mất kết nối. Thanh công cụ này nó chạy vào đến đây đến hết này là xong. Thì là mình đang nói về cái chương trình mở tua. Mở tua thế này thì là xe nó chạy rất là nhanh và khỏe. Và đồng thời là chạy nhanh và khỏe rồi mình là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà khi các anh em chạy với vận tốc khoảng độ 20-30 km/h thì cảm giác xe nó chạy cũng rất chi là nhẹ anh em nhé, rất chi là bon. Thì là đối với những cái dòng mà Winner X, Winner V1 thì các anh em mở tua thì thấy nó thấy rõ rệt hơn vì trên cái đồng hồ này anh em này, nó có cái đồng hồ báo cái tua máy. Thì khi anh em ga hết cỡ lên thì dòng xe Winner X nó chỉ lên được khoảng độ 10.500 thôi, khoảng 9 phút thôi, vì nó đã bị èn lại, bị giật lại. Nhưng sau khi mà anh em mở xong rồi là khi anh em ga lên nó ga tới 12.000 luôn, kim nó lên ắc đến số 12 luôn. Đó là trên cái dòng Winner X. Còn bằng cái xe số này thì các anh em chứng minh cho khách hàng bằng cái tua máy trên cái vòng tua máy trên máy anh em nhé. Thì anh em nào cần cái phiên bản mới nhất của cái máy MST phiên bản có mở tua này thì anh em cứ gọi cho mình sẽ cung cấp cái máy này cho em ạ các anh em. Còn anh em nào muốn nâng cấp máy từ máy cũ lên cái bản mở tua thì anh em cũng gọi cho mình anh em nhé. Nó đang mở sắp ra thành công rồi anh em. Kiểu lắm. Chỉ còn được một tí nữa là đã thành công. Đây bây giờ là nó báo là remap đã hoàn tất này. Quy đồng tắt chìa khóa, sau đó mở khóa điện vào phần cài đặt ECU này, mình tắt chìa khóa này. Rồi sau mình bật lên. Anh em chưa vội nổ máy, bây giờ anh em
để tiến hành cho tôi là anh em vào cái phần tính năng đặc biệt để anh em reset lại con ECU để cho nó đồng bộ lại với tất cả cái cảm biến anh em nhé. Anh em đừng vội nổ máy, anh em vào enter này, vào chuẩn đoán này, Honda này, Việt Nam này, sau anh em vào ERX này, FI này, sau đó anh em vào phần tính năng đặc biệt cho mình để reset. Anh em không cần phải cắm nguồn ngoài đâu nhá, máy cứ làm theo tốc độ của máy, máy nó không bắt anh em làm sai đâu. Tắt bật chìa khóa để hoàn tất. Nếu mà nó phải cắm nguồn thì máy nó sẽ báo là anh em cần phải kết nối nguồn. Còn máy thì nó không yêu cầu cách làm sai đâu, mà nhiều một số anh em cứ hay bảo là cái đà reset là phải cắm nguồn là sai nhá. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào mình bắt đầu nổ máy vào vòng tua máy xem là trước khi mở tua và sau khi mở tua. Quay rồi đấy cho mình này anh em ạ. Rồi anh em nhá, bây giờ thì mình tiến hành mình ga nhá. Như vậy là anh em đã thấy là sau khi mở tua xong thì mình ga hết ga lên nó được 10.500 nhá anh em nhá. Khi chưa mở ga thì nó lên được khoảng độ 9.700 đến 9.800, mà sau khi mở tua lên rồi thì nó lên 10.500. Như vậy là anh em nổ ga, em nổ máy găng thì 10 phút và anh em tiến hành là giao xe cho khách hàng. Thì anh em nào mà cần máy hoặc là nâng cấp thì cứ liên hệ với mình. Video hôm nay thì mình xin kết thúc này video này ở đây. Các video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em mở trên những cái dòng xe Winner các anh em nhé. Xin chào anh em.